Sáng ngày 13 tháng 12, theo giờ Việt Nam, chung kết Miss Universe 2021 đã chính thức diễn ra. Á hậu Kim Duyên, đại diện Việt Nam dừng chân ở top 16 nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ và khen ngợi từ khán giả trong nước. Ngay sau khi đạt được thành tích này, Kim Duyên cũng đã có chia sẻ trên trang cá nhân. Duyên vô cùng biết ơn khi được đại diện Việt Nam tại Miss Universe lần thứ 70 và càng tự hào hơn khi sự nỗ lực của mình đã giúp hai tiếng Việt Nam được gọi tên top 16 chung cuộc. Duyên biết ơn vì trong từng khoảnh khắc tại cuộc thi luôn có được sự đồng hành của mọi người, và đó chính là động lực, là sức mạnh để Duyên nỗ lực nhiều hơn nữa, chiến đấu hết mình. Duyên hy vọng rằng trong hành trình sắp tới, Duyên sẽ tiếp tục nhận được sự yêu thương và ủng hộ của mọi người. Duyên xin trân trọng biết ơn tất cả. Kết quả chung cuộc, ngôi vị hoa hậu thuộc về người đẹp Ấn Độ, Á hậu 1 là Paraguay, Á hậu 2 là Nam Phi.